xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Hệ thống Hiếu Thành Phát. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn. Hôm nay thì Nhung lại tiếp tục cập nhật những cái màu mới của Suzuki Sachia và Honda Sonic cho các bạn để cùng chiêm ngưỡng và lựa chọn em nào thật là phù hợp nhất đối với mình ha. Thì đầu tiên Nhung sẽ giới thiệu về con Sachia này trước ha. Bên cạnh Nhung là chiếc Sachia màu cam đen, ở trong cà vẹt của xe cũng ghi là màu cam đen ha các bạn. Màu này thì cũng mới được bên Nhung vừa ấp độ tem lại xong ha. Được sơn theo kiểu hình báo đốm mẫu 2019 ha các bạn. Đầu tiên là mình đi từ phần đầu xe đi ha. Cái đầu xe của Sachia này thì có một chút phần đen cam ha. Rồi. Cái phần rè trước của xe cũng là màu cam luôn. Mâm thì bên Nhung có giữ nguyên là mâm zin, là mâm màu đen cho xe rồi ha. Bạn nào mà ưng thì mình đổ thêm mâm màu đỏ hoặc màu cam, màu bạc gì đó để cái xe của mình thêm nổi bật ha và bắt mắt ha các bạn. Rồi tiếp theo đến phần yếm xe đi. Ở bên đây thì là sẽ có chữ DOHC là màu trắng ha. Rồi dưới là cái nhãn hiệu của Suzuki này. Tiếp theo sẽ có những gạch kẽ xen lẫn giữa màu cam và màu đen như vậy ha các bạn, để tạo điểm nhấn cho xe ha. Tem chìm là Sachia F150 màu trắng ha, trên này màu đen rất là nổi bật luôn. Ở phần dưới đây thì các bạn nhìn kỹ sẽ có một chữ Speed màu trắng ha, và một số hình kiểu báo đốm màu cam đen như vậy. Rồi tiếp theo, ở phần giữa của nó thì sẽ có chữ Sachia khá là lớn như vậy ha, tem màu đen trên nền màu cam như vậy. Rồi. Ở phía sau xe thì có chữ Suzuki màu trắng trên nền màu cam và một số cái vằn họa tiết như vậy là màu đen ha. Rồi. Tạo điểm nhấn cho xe. Và đặc biệt thì cái xe này bên Nhung có gắn cho các bạn cái ba ga này và cái chống đổ sau ha. Rồi. Bên Nhung cũng trang bị cho xe này là chiếc khóa chống trộm rồi. Cái khóa chống trộm này thì đang được giảm giá 50%, rất là ưu đãi ha. Và nó có rất là nhiều chức năng luôn, như là chống trộm, chống cướp và bảo vệ xe cho mình. Thì xe đi thì các bạn gắn cái này cho xe của mình thêm an toàn ha các bạn. Rồi thì hiện tại cái mẫu Sachia này bên Nhung đang bán với giá là 58 triệu đồng. Và các bạn khi mua gấp thì các bạn chỉ cần đưa trước cho bên Nhung là khoảng 12 cho tới 13 triệu đồng là được rồi nha. Bây giờ các bạn cũng đi theo Nhung để quan sát cái màu của Sonic ha. Lại là một em màu vàng nữa. Rất là hot trong năm 2020 này luôn. Rồi, trong cà vẹt của xe ghi là màu vàng đen ha các bạn. Phần đầu trước của xe cũng rất là đơn giản, chỉ có màu vàng như vậy hai bên ha. Rồi, khá là đơn giản. Phần rè trước cũng là màu vàng luôn. Phần gắn bát biển số này, các bạn có ưng thì bên Nhung cũng có hỗ trợ cái phần cái bảng tem Sonic ha. Cho xe thêm kiểu như là nổi bật hơn và cá tính hơn ha các bạn. Mâm thì bên Nhung còn giữ nguyên là mâm zin là màu đen rồi. Bạn nào không thích thì gắn màu vàng hoặc màu đỏ gì đó. Rồi, tiếp theo mình đi quan sát cái phần yếm hai bên của xe ha. Đây. Ở giữa xe thì sẽ có chữ Sonic màu đỏ ha các bạn. Phần này thì có xen kẽ giữa màu bạc, màu đen và màu đỏ như vậy để tạo điểm nhấn cho cái phần xe của mình ha. Bên cạnh này các bạn để ý này, sẽ có một chữ Speed màu trắng trên nền màu đen như vậy ha. Rồi, dưới đây là một số họa tiết rất là đẹp và cá tính ha các bạn. Bên Nhung tạo điểm nhấn cho cái xe của mình không bị nhàm chán ha. Màu trắng và màu đen như vậy. Rồi. Rồi, ở bên giữa thì có những cái chấm màu vàng như vậy này. Những họa tiết rất là họa tiết và hoa văn rất là đơn giản như vậy. Rồi. Ở đằng sau cũng vậy ha các bạn. Nó là một cái ký hiệu của một số cái gì đấy này. Rồi, ở sau sẽ có chữ là 150 là R là dung tích của xe ha các bạn. Rồi. Cái màu sơn thì bên Nhung độ lại rất đơn giản luôn, nhưng mà khá là đẹp và bắt mắt ha các bạn. Rồi thì cái màu Sonic mà mẫu tem 3D này khi Nhung vừa mới nói á, thì bên Nhung đang bán với giá là
55.500.000. Và khi trả góp thì các bạn đưa trước cho bên Nhung là khoảng 12-13 triệu đồng là được rồi nha. Những bạn nào mà có khả năng hơn á, thì mình đưa trước cho Nhung khoảng 50% giá trị của chiếc xe, Nhung sẽ hỗ trợ làm gói cà phê gốc cho các bạn. Và hơn nữa thì những bạn nào mà đủ 18 tuổi là mình có thể đứng ra làm hồ sơ trả góp và tự đứng tên cho cà vẹt của mình rồi nha. Và những cái màu sơn mà bên Nhung sơn lên cho xe á, thì giấy tờ của nó luôn luôn là hợp lệ ha. Cho nên các bạn không cần phải lo lắng về cái phần này. Và màu sơn thì bên Nhung cũng có bảo hành 1 năm cho màu sơn. Đối với cái trường hợp như là bong tróc, nổ sơn hoặc là phai màu ha, xe thì bảo hành 3 năm 30.000 km. Rồi, thì nếu bạn nào mà ở xa mà không biết đường đi á, thì mình cứ nhắn tin hoặc là gọi cho Nhung để Nhung gửi vị trí chính xác, hoặc là các bạn tới cổng 2 của khu du lịch Đại Nam, nhân viên bên Nhung sẽ hỗ trợ ra đón các bạn ha. Thì hôm nay video của Nhung tạm dừng ở đây đi, thì hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ha. Xin chào các bạn.